Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Trước mặt các bác là ba cái mẫu biến tần của thương hiệu Lumen Chi, một trong những cái thương hiệu đã làm chao đảo thị trường Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay về biến tần năng lượng mặt trời. Trước tiên nói về các tính năng của những cái mẫu mà các bác đang nhìn đây, đấy, thì nó là dòng biến tần chạy đa chức năng. Đấy, chức năng chính mà các bác hay sử dụng đó chính là gì? Chính là hoa lưới bám tải có lưu trữ. Đấy, đấy là một trong những cái biến tần được anh em sử dụng nhiều nhất. Trong trường hợp các bác chưa có tiền đầu tư lưu trữ thì các bác vẫn có thể sử dụng hoa lưới bám tải trực tiếp. Đấy, rất là hay. Và đặc biệt là nếu như khi mất điện thì chiếc biến tần này nó vẫn hỗ trợ và sử dụng cho anh em khi mất điện khá là hiệu quả. Với những cái dòng biến tần hybrid thì giá của những chiếc biến tần này so với mặt bằng chung của các loại hybrid thì nó có giá thành cực kỳ thấp và rất tốt trên thị trường. Đặc biệt là qua quá trình sử dụng thì anh em đánh giá rất cao về chiếc biến tần này, về cái hiệu suất sử dụng. Đấy, em cứ đơn thuần nhất một cái rất là thực tế. Đấy, những khách hàng mà sử dụng những cái dòng IP 2021 đấy, mà cái chiếc quạt gió mà các bác có thể thấy, ví dụ như thằng Lux Power hiện nay bên em cũng đang bán đấy, thì cái quạt gió của nó kêu khá là ồn. Đấy, khá là ồn, nhiều người nói không thể ngủ được và cũng quyết định là thanh lý và đổi lấy Lumen Chi để sử dụng. Nó chạy rất là êm, rất là mượt. Đấy, linh kiện thì các bác có thể vào trong kênh của em. Em đã mổ xẻ những cái linh kiện của nó rất là nhiều. Đấy, quay ruột của nó rồi. Đấy, đây là một trong những cái dòng mà nó chọn những cái linh kiện của các nước nổi tiếng, ví dụ như Nhật Bản hoặc là của Mỹ. Đấy, hoặc những cái nhà máy mà nó sản xuất của dòng nội địa Trung Quốc, thì nó đảm bảo được về cái chất lượng riêng về linh kiện. Đó chính là cái yếu tố quyết định đến 70% thành công của cái dòng biến tần này. Đấy, thì tùy vào mục đích sử dụng của mỗi gia đình là khác nhau, thì các bác có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu biến tần thích hợp, phù hợp nhất. Đấy, con này là 4 kW này, con này là 5,5 kW này, con này là 6 kW. Đấy, nhìn con 5,5 kW nó còn to hơn cả con 6 kW. Đấy, thì bây giờ các bác cùng xem sơ qua về cái thông số kỹ thuật nhé. Đấy, xem sơ qua em sẽ quay để cho các bác xem. Đấy, trước tiên là cái mẫu 4 kW. Đây là một trong những cái mẫu được sử dụng sẽ khá là phổ biến, bởi vì một gia đình có hai điều hòa và các thiết bị khác là anh em chơi con này là ok. Đấy, và giá thành của nó thì quá rẻ rồi, chưa đầy 10 triệu mà được sử dụng biến tần hybrid, thì anh em phải thấy rằng đó chính là bước ngoặt lớn cho người sử dụng. Đây, các bác có thể quan sát công suất của nó là 4 kW nhé. Đấy, hỗ trợ pin mặt trời là 4.500W, nhưng mà trên thực tế là các bác nhìn, hỗ trợ pin mặt trời 4.500W, nhưng mà trên thực tế bên em test cả một tháng rời trước khi nhập con này thì nó hỗ trợ pin mặt trời có thể lên tới 5.500W. Đấy, miễn sao cái giải điện áp vào của pin mặt trời không quá 500 VDC hở mạch. Đấy, các bác nhìn cái 500 VDC hở mạch rất quan trọng. Đấy, các bác có thể sử dụng 10 tấm 580 nếu như điện áp hở mạch khi các bác lắp lên không vượt quá 500 VDC đều chạy ok. Đấy, thế mới hay của con này. Nó sử dụng hệ lưu trữ là 48V, sử dụng hệ lưu trữ 48V là điện áp danh định. Đấy, các bác có thể nhìn cái giải điện áp này, từ 40 đến 60 VDC. Đấy, nó hỗ trợ là điện áp của lưu trữ, điện áp danh định ở trên nó ghi chung là 48. Đấy, các bác hiểu như vậy nhé. Đấy,
Con này cho ra sóng siêu chuẩn tinh khiết đấy, với tần số là 50 trên 60 Hz, và cái AC output maximum công suất của nó là 18A đấy, rất là cao đấy, 18A. Trong trường hợp mà các bác sử dụng mà có điện lưới thì chiếc bên tần này nó sẽ hỗ trợ cho các bác có thể sử dụng công suất vượt quá 10 kW thoải mái. Trong trường hợp mất điện thì các bác sẽ sử dụng cho em công suất từ 4.000W trở lại. Đấy, các bác nhá. Tiếp theo là sang cái dòng có công suất là 5 ký rưỡi. À quên, quay luôn cho các bác xem về cái linh kiện nhé. Linh kiện kèm theo với từng bộ luôn, không đến lúc các bác lại thấy cái mô bên này có dây AQ, bên này lại không có. Đấy. Thì do thiết kế của cái mẫu 4 kW nó hoàn toàn khác biệt so với cả cái mẫu 5,5 kg và 6 kW về cái hệ thống kết nối. Đấy. Ở phía trong này nó sẽ là cầu bắt ốc, cầu bắt cái dây, có nghĩa các cái dây các bác bên em bấm đầu cốt cho các bác xong, các bác về bắt vào đây và vít nó xuống là xong. Đấy, kể cả dây ắc quy lưu trữ nó cũng như vậy. Đấy, chính vì vậy mà nó không có kèm theo cái dây ắc quy đi đi cùng. Đấy, nhưng mà linh kiện với cả phụ kiện của nó đây, nó dùng CT ngoài nhá. Kể cả chiếc 4 kW này. Đấy, nó dùng CT ngoài. Đấy, sử dụng CT ngoài thì nó đo công suất sử dụng rất là chính xác. Và sử dụng CT ngoài thì máy của nó sẽ bền khá là nhiều so với những cái dòng ở đấy, so với những cái dòng ở đây. Linh kiện đi kèm theo thì em cũng đã giới thiệu rõ trong cái kênh của em rồi, các bác có thể vào trong kênh các bác xem. Ở đây một số anh em thắc mắc là không thấy wifi đâu, đấy không thấy wifi đâu, thì chiếc bên tần ba chiếc bên tần này nó đã tích hợp sẵn wifi và bluetooth ở bên trong rồi. Khi các bác kết nối thì bên em sẽ hỗ trợ các bác cài đặt từ xa. Đấy, có nghĩa là em sẽ cài đặt được cho các bác thông qua cái hệ thống wifi, và kết nối wifi và như thế nào thì cái này em sẽ hướng dẫn cho các bác trực tiếp, hoặc các bác vào kênh của em các bác xem. Đấy. Về cái mẫu 5,5 kg đấy, linh kiện kèm theo đây nhá. Đấy, phụ kiện kèm theo, CT ngoài này. Đấy, ốc với cả cút nối với cả cái bu lông để kết nối giá của chiếc bên tần này lên trên 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 tường. Ở phía dưới này là cái giá nhé, nó có một cái giá phía dưới này. Đây là cái hệ thống mà kết nối các đầu vào, ví dụ như là battery là lưu trữ này. Đấy, PV1, PV2 là năng lượng mặt trời này. Cổng loát đầu ra này, cổng grid đầu vào này. Đấy. Đấy, của cổng grid là điện lưới này, cổng loát này khi sử dụng mất điện này, đấy, nút tắt mở này, và cái cổng CT này để cho các bác kết nối với cả cái kẹp CT ngoài. Về cái công suất của nó, thông số các bác có thể xem sơ qua, em sẽ giới thiệu nhanh. Con này nó con này là có công suất là 5.500W. Đấy. AC output maximum của nó là 25A. 25A. Con này nó hỗ trợ pin mặt trời là 6.800W. Đấy các bạn nhìn. 6.800W. Trên thực tế các bạn có thể chạy cao hơn nhé. Đấy, cao hơn. Và giải đèn áp vào MPPT là từ 120 đến 450V điện áp làm việc, và điện áp hở mạch là không quá 500V. Đấy. Con này nó cũng chạy hệ lưu trữ là 48V. Cũng giống như cái con này. Đấy. Thì tùy vào cái mục đích sử dụng của gia đình khác nhau thì các bác sử dụng chọn bến tần. Đấy. Còn chiếc bến tần này nó cũng đều có cổng giao tiếp nhé. Đấy, BMS. Đấy, rồi thì P1, P2 với cổng kết nối các hệ thống truyền thông. Đấy, con này thì cũng vậy. Đấy, nó có thể giao tiếp với cả những cái loại pin hoặc là những cái mạch có giao tiếp của lithium. Đấy. Tiếp theo là sang cái mẫu 6 kW. Mẫu 6 kW này thì nó
nhìn vào cái hông của nó sẽ khác hoàn toàn so với cả một cái 5,5 kg. 5,5 kg này nó cần một công tắc tắt mở của PV và nó một công tắc tắt mở của battery, có cái dây này. Đấy. Thì cái dây ắc quy thì đi kèm theo tặng là dài 1,2 m. Dây AVKG rất to anh em nhé, to gần như con cái vậy em luôn. Đấy. Còn mẫu bên 6 kg thì nó có một cái cổng tắt mở của PV, ký hiệu PV này. On là mở, off là tắt. Đấy. Ngoài ra thì những cái mẫu này nó đều có những cái mảng chắn bụi côn trùng đi vào. Đấy, bắt bằng nam châm, các bác tháo ra lắp vào. Rất là đơn giản khi quá trình các bác lau chùi. Đấy. Về kết nối thì nó có hai cổng PV1, PV2 độc lập. Đấy, có nghĩa là tách biệt nhau nhé, hai MPPT. Đấy, một cổng kết nối CD, cầu chì, cổng loát, cổng bridge giống như con 5,5 kg và các cổng truyền thông, giao tiếp, cổng và battery. Đấy, bây giờ các bác xem về cái thông số kỹ thuật. Quay gần để cho các bác xem dễ. Con này có công suất là 6 kW. Đấy. AC output maximum công suất là 26A. Con này cũng hỗ trợ pin mặt trời là đây sao. Đây con này nó hỗ trợ pin mặt trời mỗi một giải MVT là 4.000W. Đấy, như vậy là hai giải MPPT các bác có thể đấu lên tới 8.000W pin mặt trời. Giải điện áp vào từ 120 đến 450 VDC, điện áp làm việc. Còn hở mạch là không quá 500 VDC. Hiệu suất sử dụng của MPPT đạt 99,9%. Hỗ trợ hệ lưu trữ là từ 40 đến 60 VDC với công suất sạc 130A. Đấy. Con này là IP20 nhá. Từ giải điện áp ở 40 đến 60 VDC này thì anh em có thể sử dụng ắc quy lưu trữ hoặc lithium là ok. Đấy, đây là những cái thông số hết sức là cơ bản, giới thiệu qua thôi. Còn để đi sâu vào thì phải có cả thời gian. Đấy, những cái thông số quan trọng thì em cũng đã giới thiệu đến anh em. Đấy, mẫu 6 kg này. Trang bị màn hình to nhất từ trước đến nay trong tất cả các loại biến tần đang có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy, con 6 kg. Đấy, duy nhất con 6 kg. Đấy, còn những cái mẫu 5,5 kg và 4 kg thì màn hình của nó trang bị như thế này thì cũng khá là ok rồi. Ừ. Thì các bác mà cần tư vấn về năng lượng mặt trời thì các bác có thể liên hệ Zalo của em đã để trên màn hình. Các bác cố gắng liên hệ Zalo. Các bác mà gọi điện thì sẽ mất rất nhiều thời gian của em trao đổi với khách hàng. Bởi vì là một lúc em nhắn tin với rất nhiều người nhưng gọi điện cho các bác thì không nhắn tin với ai được. Đấy, các bác hình dung là như vậy. Đấy. Thì bên em sửa chữa biến tần năng lượng mặt trời thì các bác cũng rất là yên tâm và cung cấp ra cái dòng biến tần này thì anh em rất là tin tưởng và mua với số lượng rất là nhiều. Đấy. Bên em sửa chữa biến tần và kết hợp là coi như bảo hành luôn cái dòng này. Tất cả từ trong Nam ra ngoài Bắc thì sau này có vấn đề gì sẽ về hết chỗ em hết. Các bác mua hàng thì liên hệ với em Zalo đã để trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.